Ok, chào các bạn. Thì hiện tại trên con Switch sẽ có hai cái hot các bạn. Một cái hot là của Switch và một cái hot của Retro. Thì có một số anh em hỏi mình là cái hot của Switch và Retro mình khi mà mình add vô thì cả hai cái hot đó mình có sử dụng được không? Thì câu trả lời nó là được nha bạn. Và có nhiều bạn cũng chưa biết là cách mà để add lại cái hot Retro vì cái video trước mình đã làm cái video mà hot Retro tầm khoảng 1 tuần trước luôn rồi đó, mà nhiều bạn sẽ không làm được thì video hôm nay mình sẽ ấy lại trên con Switch đó, và không cần máy tính luôn các bạn, đó là một cái dễ hơn cho các bạn có thể ấy được. Trên đây có rất là nhiều ha. Rồi ok, các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình, các bạn có thắc mắc gì các bạn có bình luận bên dưới ha, nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ok rồi, đầu tiên á về cái hot mà hiện tại các bạn, và có một số anh em hỏi mình là bên cái hot Switch á, cái hot Switch là hot của mình đó, mình quản lý và khi mà có vấn đề gì á mình sẽ hỗ trợ các bạn, nó không có giống như là hot rat hay robot sale, thì đó là những cái hot của người ta đó. Và đó các bạn, và khi đây là cái hot của mình nên khi mà có xảy ra cái vấn đề gì á mình sẽ luôn hỗ trợ các bạn. Đó là về cái vấn đề của hot Switch. Thì những bạn nào á thì đối với cái hot Switch á là một cái hot, là nếu mà các bạn mà đã mua máy của Switch của mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn là hot free đó, hoặc đã từng mua hoặc đang mua hoặc đã mua sau đó thì đã mua máy bên mình là mình hỗ trợ free. Còn đối với những bạn ở ngoài có nhu cầu sử dụng hot thì mình phải trả một khoản phí và hiện tại đó, và mình có cái chính sách đó là chỉ tối đa được 1 năm thôi hen, để tránh tình trạng anh em vô đông server đó làm bành cái server của mình đó. Thì trên đây thì đối với Switch thì nó sẽ rất là nhiều các bạn. Một cái nữa, tại sao là giới hạn 1 năm các bạn, vì vô mà các bạn mà vô nhiều quá các bạn thì nó sẽ bị tắc nghẽn băng thông đồ này nọ để hạn chế anh em. Và tại sao á bạn, cái hot Switch là mình không sẽ phi các bạn đó, thì nếu mà mình sẽ phi thì sẽ bị bất bất lợi cho những bạn mà đã mua máy của mình đó, và những bạn nào mà đã mua hot của mình thì sẽ bị bất lợi các bạn. Và ai là người trả tiền điện, tiền mạng, tiền ổ cứng bảo trì đó, các bạn hơi tính chi phí thì nó sẽ rất là nhiều nên sẽ không có phi đâu đó. Và những cái hot á, đây là hot của mình nên mình sẽ không phí, và những cái hot mà giống như free như là của anh em nước ngoài share lại thì mình sẽ share lại trên kênh của mình đó, cho các bạn có thể là các bạn ấy vô free giống như hot sale và hot rat như vậy đó. Bạn phải hiểu đều là như vậy, để duy trì một cái hot thì nó sẽ tốn một khoản tiền rất là nhiều ha các bạn. Rồi các bạn có nhu cầu mua hot đó các bạn cứ liên hệ với mình, còn những bạn nào mà đã có máy mà đã mua của mình đó thì các bạn cứ liên hệ với mình ha. Rồi còn về cái vấn đề mà hot retro đó, hot retro là một cái hot của anh em ngoài share lại, thì đó mình share lại cho các bạn để các bạn có thể vô được. Thì giống như video của 1 tuần trước mình đã share lại các bạn, nhưng mà làm qua máy tính thì hơi khó, và video hôm nay mình sẽ ấy lại trên cái máy của mình. Thì đầu tiên mình sẽ ấy trước cái hot của Switch đi ha. Rồi ok, các bạn vô file browser nè, các bạn bấm A vô, rồi tới cái phần này nè. Rồi nếu mà ở đây mà có dấu ba chấm hay cái gì đó các bạn cứ xóa hết đi, và các bạn chỉ chờ lại cái đây nè, giống như cái dấu chấm nè của tiệm máy game 1990 nè, tiệm máy game 1990 xóa luôn. Rồi cái hot là xóa luôn, bạn chỉ cần nhấn nút đây nó có chỉ mình nè, nhấn chữ y nè, các bạn là xóa đi. Rồi active sale của bạn đừng xóa nha, tại nó là sale sale xe sale của bạn. Rồi các bạn bấm xóa nó đi nha. Rồi sau khi đó các bạn tạo mới giúp mình, bấm dấu trừ vô tạo mới nha, các bạn bấm dấu trừ các bạn xóa nó đi các bạn. Ủa, bấm cái dấu y, các bạn bấm chữ y nè, giống như mình là mình xóa nè. Đợi xíu để xóa nha bạn, nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình ha, thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới. Và hot của mình quản lý chắc chắn sẽ không sập, và cả hot retro là của anh em nước ngoài làm lại nên mình sẽ không biết được sẽ dùng được bao lâu đó, nên có thì mình cứ dùng. Thì cái hot retro là giống như là bixby nè, bếp một nè, net net đồ các kiểu đó các bạn đó, được trên được đây hot. Thì đầu tiên các bạn mình nhấn dấu trừ nè đó, đối với hot switch của mình nha, http rotocon nè, http hot nè, bạn nhập vô 210
2 4 5 3 4 2 1 0. Rồi. Bọt 80 80. Ok. Rồi, username các bạn nhập là tiệm. Tiệm máy game, các bạn nhập đúng theo mình nha. Và cái những cái này á, thì mình sẽ không có cần máy tính, tiệm máy game mình nhầm các bạn. 1990. Mình đang ấy trên con Switch OLED S Platoon nha, Hardmode chip. Các bạn nhu cầu mua máy có liên hệ với mình. Đó, phần tích to nhập lại giống như trên kia. Và các bạn lưu ý á, mình á, khi mà ấy cái hot á thì mình chỉ giải quyết chính chủ thôi nha các bạn. Giải quyết chính chủ đối với những các bạn mà mua hot chính chủ mình không giải quyết những vấn đề mà xe lại ha. Thì nếu mà mình phát hiện các bạn xe tài khoản thì mình sẽ ban nạt vĩnh viễn. Lưu ý với mình nha. Rồi, tới cái phần password. Nhập password cho các bạn. Thì đây là một cái bảo mật. Đó, nên các bạn mà đã mua máy của mình thì các bạn liên hệ với mình sẽ hỗ trợ các bạn phần password này. Còn đó các bạn nào có nhu cầu vô hot thì các bạn cứ liên hệ với mình để mua hot. Quan trọng là cái hot switch này là một cái hot có hộp phí. Còn đối với cái hot mà retro là không có phí, mình đang ấy trước cái hot switch hen. Rồi, nhập cái pass vô. Sau khi nhập pass xong, các bạn nhấn nút X nha. Sau khi mà các bạn ấy xong, các bạn khóa ra ngoài lại, các bạn vô lại tin info. Nhớ tắt nha, X tắt nè. Đây, để mình làm lại cái đó cho. Nhân X nè, tắt nó luôn. Rồi, và cái quan trọng mà các bạn phải chỉnh ngay giờ lại nha. Vô system nè, cái data các bạn off đi hết, chỉnh ngay giờ hiện tại, off cái này luôn. Bangkok nè, giờ Việt Nam. Vô lại tin info. Đợi nó lát nha các bạn. Rồi, sau khi nó lát ra đây, có cái phần new game. Thì đây là tổng hợp là trên cái hot của Switch của mình. Đó. Rất là nhiều nha các bạn. Rồi. Thì trước hết á, trước khi đau á, đây cho các bạn xem lại cái list game lại. Rất là nhiều hả các bạn. Thì các bạn có yêu cầu cập nhật á, các bạn cứ liên hệ với mình. Cập nhật cái gì đó cứ liên hệ với mình ha. Rồi, đây ngoài ra còn những cái hệ khác nữa nè. Thì cái phần này mình sẽ ấy sau ha. Net xong tư nè, trên đây cái hot của mình cũng có. Đó, nhưng mà cái này thì mình sẽ chỉ sau các bạn. Ok, rồi. Trước khi đó các bạn vô cái phần option giúp mình. Rồi, các bạn vô cái phần đây Inside Code, bấm A vô, lên, xuống xuống, trái phải, lên, xuống, trái phải, B, A, dấu cộng. Nhớ ha, rồi. Đây mình sẽ test thử tốc độ một cái cho các bạn xem. Sau đó là add cái hot key vô ha. Rồi, ví dụ như cái Metal Loot này đi. Nhưng mà bằng down á, các bạn nhớ đây là add đề cạc nè. Để nó không có bị ấy vô cái nan của các bạn. Đó, vô nan thì sẽ không xóa được. Rồi, vô last update nè, là DLC. Delete sau khi update. Đó. Nó bay các bạn, tốc độ như này không, 49 luôn các bạn lưu ý mình nữa là tùy thời điểm. Đó, giống như là các bạn né thời gian là 8 giờ tối với lại 12 giờ đêm ra. Đó, những cái giờ đó là giờ cao điểm các bạn, tại vô nhiều sẽ bị ấy ha. Rồi, sau khi cái phần mà hot nó xong rồi, đó là về cái hot switch. Đó, bạn còn cứ nhắn mình hỗ trợ. Rồi, tiếp theo đó, khi mà mình add cái hot mà vô đi, bấm dấu trừ thì con nó xuất hiện cả hai hot không, protocol
Tiếp tục HTTPS phải không? HTTPS hot bạn ấy là rì cho Chrome, rì cho Chrome chấm shop. Ok rồi, nhớ nha, protocol http hot rì cho Chrome chấm shop. Rồi tới cái phần tiếp tục á, các bạn để cho mình chữ chữ hot đi. Ok nhớ nha, hot nè, rechurom.shop https. Rồi các bạn bấm save lại, đợi xíu nha các bạn. Đó, nó refresh lại các bạn. Thì sau khi mà refresh xong á, các bạn out ra, bạn vô lại, thì đối với cái recho thì mình sẽ tổng hợp những cái mà nhỏ như là Mario, Concha, Satan, 3DS, PP, đồ các kiểu rất là nhiều ha. Thì sau khi nó ấy xong rồi, bấm home. Hồi nãy mình đào này, rất là lẹ ha. Giờ này mình đang ấy video là 7 giờ tối mà cũng rất là nhanh. Thì bạn nào có còn hotswitch á, cứ liên hệ mình ha. Và những bạn nào mà đã mua máy của mình luôn đó, là hai cái free hết, nhưng mà mình chỉ bảo đảm cho các bạn về cái phần hotswitch của mình thôi, rồi cái phần kia là hot của người ta share lại rồi mình share lại cho các bạn đó, nên không phải là hot của mình không quản lý. Nhiều khi mà tới nó sập như hot rat, nó sale nó sập một cái, trời ơi, hỏi sao sập vậy, trời không biết trả lời sao luôn, vì không phải là của mình, sao mà mình nói được đó. Vô đây bò mà rồi các kiểu có 3DS luôn nha bạn. Thì các bạn cần cái gì các bạn cứ search nó ra thôi. Mình quên, bấm dấu cộng nè. Ở đây các bạn là có thể search thể loại giống như là BSP, BS1, 3DS đồ các kiểu đó. Đó, nó ra nè. Nồi luôn, Auto World đồ. Rất là nhiều các bạn. Đó, mà khi các bạn đau á, này mình đau không một cái nè. Đó, BB nè, bấm bình to. Bay gió luôn, này là cũng một cái của BB nha các bạn. Thì mình thấy nó cũng tốc độ cũng khá là ok. Lần thứ 62 luôn ghê thiệt. Rồi sau khi xong các bạn ao ra, bạn bấm vô nè. Đó, nó sẽ chạy một cái. Đó, nó ao ra, vô lại. Đó là cái của BB các bạn. Đó, rất hay ha. Trong đó rất là nhiều 3DS nè, Game Boy nè, SNES à, tổng hợp mấy cái đồ cho cổ điển các bạn. Các bạn cứ search thôi, nó ra thôi. Thì đây là một cái dễ hơn cho các bạn nào mà không có máy tính đó. Đợi nó lót vô ha, nhớ bấm like và đăng ký kênh nha mấy bạn. Rồi coi mà không đăng ký kênh hết buồn đó. Rồi 3DS nè, có rất là nhiều luôn, nhiều bạn cũng kêu mình là test cái này rồi nhưng mà mình cũng chưa có thời gian. Đó, thì các bạn chờ những video sau ha. Đó, 3DS nè. Ấy được hết trên đây các bạn. Rất là nhiều ha. Đó, hoặc là BS1. BS1 thì nó sẽ tên là BSX. Đó, sạch vô. Đó. Những cái mà quen thuộc các bạn. Còn gì nữa ta, BS1, BSP, rồi Game Boy đi, Game Boy nó sẽ tên là GBA hoặc là GB. Các bạn cứ search theo tên thôi các bạn, rất là nhiều ha. Và quan trọng là hot retro là hot free, các bạn không phải là hot của mình nói trước. Để khi mà nó sập á, trời ơi, mấy bạn sẽ hỏi mình, trời ơi, sao nó sập sạch vậy anh? Mà mình không biết nha. Vậy cái này là của người ta các bạn.
Rồi một số cái như là Xnet nè, hoặc Net nè, đó các bạn cứ sợ theo tên thôi. Đó, rất là nhiều ha. Rồi video cũng tới đây thôi, quá dài các bạn. Nhớ bấm like đăng ký kênh giúp mình, thắc mắc gì cứ bình luận bên dưới ha. Ok, cảm ơn bạn đã xem video này.